Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng Ấm Thanh Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Và clip này thì cửa hàng Ấm Thanh Hạnh sẽ thông báo trên kênh để những vị khách hàng theo dõi kênh hàng ngày được biết những modem gì đã có chủ và những modem gì hiện còn bên cửa hàng Ấm Thanh Hạnh. Vâng, một chiếc đồng hồ Oro 3610 hàng VIP nhất từ trước tới nay bên cửa hàng Ấm Thanh Hạnh cũng đã có, và tại thời điểm này là buổi sáng của ngày 24 tháng 1 năm 2022, cửa hàng Ấm Thanh Hạnh sẽ thuê xe vận chuyển sản phẩm cho bác khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội. Vâng, cửa hàng Ấm Thanh Hạnh một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Khoa có địa chỉ tại Hà Nội đã chốt hai sản phẩm bên cửa hàng cung cấp trong buổi sáng của ngày hôm nay. Và tại thời điểm này thì cửa hàng Ấm Thanh Hạnh cũng đã là thông báo trên kênh là 9 giờ 16 phút ngày 24 tháng 1 năm 2022. Cửa hàng xin thông báo là hai sản phẩm. Một sản phẩm cửa hàng Ấm Thanh Hạnh cũng đã đăng trên trang Zalo riêng của mình là một chiếc đầu băng cối Peeler. Ra giữ cho nhé em. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ Odo rất là VIP. Cửa hàng Ấm Thanh Hạnh xin gửi cho anh khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội là anh Khoa. Anh thường xuyên ủng hộ các sản phẩm bên cửa hàng Ấm Thanh Hạnh cung cấp. Cùng với đó thì anh chốt một chiếc đầu băng cối Peeler vừa về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm qua. Cửa hàng chưa kịp lên sóng và cũng chỉ đăng trên trang Zalo riêng của mình thôi. Thì khách hàng cũng đã chốt, và anh khách hàng có địa chỉ tại Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vâng, vậy một clip này thì xe khách thì gọi xe taxi thì cũng đã chờ tại cửa đây rồi, và sản phẩm khi đóng gói xong thì cô chủ shop sẽ vận chuyển lên gia đình cho anh khách hàng. Vậy cửa hàng cũng thông báo trên kênh cho những vị khách hàng đang theo dõi và quan tâm kênh của cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh biết những sản phẩm gì bên cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh có chủ. Và một lần nữa thì đây là một chiếc đồng hồ VIP nhất từ trước tới nay, và giá trị của sản phẩm chiếc đồng hồ này nó trên nửa tỷ đồng. Thì các bác khách hàng theo dõi kênh là các bác cũng đã biết rồi. Còn chiếc đầu băng cối này thì cửa hàng sẽ lướt máy quay qua để khách hàng cùng được cảm nhận một lần nữa là sản phẩm này chưa kịp lên sóng mà khách hàng cũng đã chốt và quan tâm ngay đến sản phẩm này. Đây là một chiếc đầu băng cối Peeler được thiết kế chạy băng 10 và ghi phát rất là ok. Peeler modem của chiếc đầu băng cối này là RT1011H. Đây ạ. Vâng, vậy bên cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh thì còn rất nhiều những sản phẩm audio cũng như là những sản phẩm hàng siêu tầm bên cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh cung cấp. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh qua một trong hai số điện thoại mà cửa hàng vẫn đăng hàng ngày để quý khách hàng có thể chốt được đơn bên cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh cung cấp. Và bên cửa hàng thì vẫn còn rất nhiều những sản phẩm khác như những chiếc đài, những chiếc quạt và những chiếc máy hút ẩm. Vâng, vậy cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.